Không rõ mặt anh Tuấn thì phải. Hả? Nhìn không rõ mặt anh Tuấn thì phải. Bao tiền? Ai đang làm? Dạ. Ai đang làm? Cháu làm à? Không, cháu hỏi, cháu vừa loại định lấy cái ấy của giống của ông Tiền nhưng mà mờ lắm. Ông đọa đặt trên mạng với ông Tiền đi xong mờ lắm. Thế thì bảo sao giả lại luôn. Được xe 20. Đây Tuấn được xe 20. Xe 30 thì có mà. Cửa đấy. Dạ, cho em vào rõ cho không biết nó lại nhầm bố.